Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Đây là những tựa game của Lego rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và các bạn thấy game nào hay thì các bạn hãy download và chơi cùng mình nha. Let's go. Và đây là tựa game đầu tiên. Ok. Anh ta đã bị ngã xe. Rồi, và mình sẽ chọn anh chàng Batman. Đây khi đầu tiên đào game thì sẽ có anh chàng Batman này đầu tiên. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Grand Rush. Gì đây? Ok, chọn màu này đi. Let's go. Chuyển hóa xe. Ok. Khi chuyển hóa xe thì xe nó sẽ chạy nhanh hơn và cái tốc độ chơi nó sẽ khó hơn rất nhiều. Đó, không nhảy được đó. Ok. Lại về xe cũ rồi. Thank you.
xe cao này thì không nhảy nhá các bạn nhá. Các bạn mình để cho xe này, nó mới lên được xe cao. Biết chuyển hóa thành gì đây? Máy bay. Ok. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3. Lego Brawl. Ok, let's go. Đây là một tựa game khá là hay. Rồi, và mình sẽ chọn map Ninja Go đi. Ba VS3 rồi. Ok, let's go, Ninja Go. Matthew, Team Gamadon. Ok, mình sẽ lên chiếm hữu người sát này trước. Ok, let's go. Khi đã cầm gọi là con robot đây rồi. Ok, Fish Story. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Lego Batman. Pretty cool, huh? You're friends with Batman. Let's go. Oh my gosh, mình không để ý rồi, lại thôi. Rồi, ok.
police, toàn của cảnh sát thôi. Không biết là cảnh sát đang dựng ở cái này nhiều để làm gì. Wow, xin chết. Rồi mình sẽ ăn cái xe này. Ok. Wow, 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 wow. Nào, ăn xe tiếp rồi. Wow. Ok, let's go. Làm vào xe đây. Wow, gặp tướng rồi. Ok, mình sẽ phải xử lý anh chàng này. Đã tiêu diệt được anh boss này rồi. May thôi, mình sẽ sang nơi khác và sẽ đi tiêu diệt tiếp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Ninjago. Ok, let's go. Mình phải cầm trên tay rồi. Chưa chưa. Chi tiêu. Bay luôn. Bay lên tận nhà dân. Sợ thật. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây hình như là Lego Star Wars. Đúng rồi, Star Wars. Game này ra đời từ năm 2016. Ở đây. Continue. Các bạn có thể điều khiển. Oh yeah. Và khi điều khiển đến một đoạn thì nó sẽ vào trong một thế giới khác, như kiểu là một hành tinh khác. Ok. Các bạn có thể đợi hoặc các bạn có thể lái máy bay cho đỡ buồn. Rồi let's go. Mình đang ở một tiểu hành tinh khác. Rất là nhiều những cái ăn, như con ốc. Ok, mình gọi chung nó là con ốc. Rồi mình sẽ sửa cái này trước đây. Ố, sao hoàn thành sắp chapter 1 luôn nhanh thế nhở? Vậy thì không biết có ra chapter 2 không? Chẳng lẽ lại gọi là hoàn thành được luôn. Nhanh chóng đến mức độ vậy sao? Ok, xong hành tinh khác rồi. Rồi, mình tua luôn. First order is almost here. Move yourselves. Một hành tinh mới. Rất là nhiều người dân ở đây. Sửa cái này đi. Listen, I
Listen, one of the weapon caches is hidden in my hut, but the door's power supply is flat. I can't get the door open. The person with the key to the weapons cache is in there. The panel's probably just glitched. BB-8 can override it from the control box up there. Now I just gotta figure out how to get him to it. Bén dị ở vẫn không được. Cái này như kiểu là phải gì à? Để mình xem. Vẫn chưa được, chắc thiếu một cái gì đó. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm và làm theo cái hướng dẫn của game. Không biết mình có nhảy lên được đây không? Không nhảy lên được rồi. Don't worry. I'll check there aren't any stormtroopers at this pot I'm making. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Lego DC. Let's go. Lego Batman. Ok, let's go. Ok. Chờ mình chút, mình sẽ điều chỉnh nhạc một chút. Ok, option. Music. Ok. Let's go. Chúng vào người mình phát, mình sẽ tiêu diệt anh ta luôn. Tiếp tục nào.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo, Lego City. Ở đây có rất là nhiều trò nhá, rất nhiều trò để các bạn chơi. Đó, các bạn có thể xây sửa, các bạn có thể lái máy bay. Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều trò. Rồi ok, và mình sẽ chơi thử trò một trò. Đó là trò đi bắt. Rồi. Okay, let's go. Rất nhiều luôn. Rồi. Mình sẽ chơi một trò đuổi tiếp. Đây rồi. Ok, let's go. Lấy anh này thôi. Thì các bạn download game này, các bạn chơi rất nhiều trò. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Lego Galaxy. À, Legacy. Đây không biết là Lego gì đây. Mấy trò này là mình đã chơi chưa nhỉ? Ra mắt năm 2020 là vậy, là mới ra. Rồi ok. Let's go. Này hình như mình mới download về, mình cũng không nhớ lắm. Không biết trò này như thế nào. Lắm anh chàng. À, mình sẽ dùng súng này đi. Bom. Tiếp tục. Ờ, cái này là cộng của máu này. Mình sẽ nhớ đấy. Và bên trang này nhìn như kiểu cúp biển luôn. Có thêm đi. Let's go. Tựa game này có vẻ hơi lọng một chút thôi. Đến đâu là download đến đấy. Wow. Rồi mình sẽ xây cái này đi.
Chưa ok. Đây là toàn bộ hero mà các bạn có thể mở. Compton, Nesca, Chris. Rồi, lần này không biết là mình sẽ phải chiến đấu với ai. Ok, let's go. Wow, giờ đã đến rồi. 4-5. Nhưng không sao, mình sẽ chiến thắng thôi. Chú gà có phải đánh rất đau. Cái này là tăng máu này, nhưng mà mình chưa tăng. Oh my god, tăng máu rồi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Lego Star Wars. Game này ra đời vào năm 2013. Tức là trước cái Lego Star Wars năm 2016 kia. 3 năm. A long time ago. Ok. Star Wars The Complex. Rồi, ok. New game. Classic. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ đợi phần giới thiệu của game. Giới thiệu game này thì mình sẽ không quên đâu. Cho các bạn đợi một chút. Anh chàng đi luôn. Rồi mình sẽ phải đi xử lý. Mình bị mất hai anh chàng đó rồi. Đi đâu các bạn mở nó. Và khi gặp quân lính các bạn đánh nhau luôn. Có thể di chuyển vào vùng trường rất đơn giản thôi. Ở đây thì các bạn phải chém thôi. Thank you.
Đó, cách chơi rất đơn giản thôi. Ok, và mình xin phép chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Lego Marvel. Let's go, Lego Marvel Super Hero. Wow, wow. Cái này chưa mở được là. Mình sẽ chơi trong này xem như thế nào. Mình có nên chọn ai nữa không? Let's go. Oh my gosh. Hoàn thành được em. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Studio. Oh, Batman. It's okay. Let's go. Yeah, booyah. Cái xe này sẽ hơi bé so với Batman. Trời mưa rồi. Yeah.
Ok, let's go. Và mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.